Trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 5, Đảng bộ xã Giao Thiện đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 10 nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phạm Đăng Lực, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, đại diện một số ban ngành cấp huyện và 131 đại biểu đại diện cho cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Giao Thiện đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ đảng viên và nhân dân, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa 9, nhiệm kỳ 2015-2020 thành chương trình hành động, kế hoạch, đề ra chủ trương giải pháp phù hợp với thực tế của địa phương, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 9 đề ra. Trong phát triển kinh tế, Đảng ủy xã Giao Thiện chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế xã hội phù hợp. Minh chứng là cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thương mại ngày càng tăng, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp năm 2019, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 23 triệu đồng một người một năm, tăng 11,4 triệu đồng so với năm 2015, vượt 150% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản phát triển theo hướng nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả, sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 2.005 tấn. Chăn nuôi tiếp tục phát triển, tập trung chủ yếu là chăn nuôi hộ gia đình, dựa vào tiềm năng thế mạnh về nhân lực và đất đai để phát triển chăn nuôi mô hình bò bán chăn thả. Trồng trung tập trung là 880 hectare, vượt 773% so với chỉ tiêu. Phục trắng thâm canh rừng luồng được 245 hectare. Khai thác lâm sản như luồng, gỗ vườn, củi ước đạt 264 tỷ đồng. Bên cạnh đó, xã đã tập trung khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, giao thông thủy lợi, góp phần vào giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, tận dụng khai thác tiềm năng về sản phẩm lâm nghiệp trên địa bàn xã. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cấp ủy chính quyền xã Giao Thiện đã huy động trên 37,71 tỷ đồng. Kết quả đến nay, xã đã đạt 13 trên 19 tiêu chí. Trong đó có 2 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới. Nhờ đó, hạ tầng cơ sở, điện, đường, trường trạm, nhà văn hóa, cộng đồng được xây dựng khang trang sạch đẹp. Lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội trong nhiệm kỳ qua cũng đạt được những dấu ấn đáng ghi nhận. Tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hóa hàng năm đạt từ 85% trở lên. Trong nhiệm kỳ đã vận động xã hội hóa phục dựng lại được đền Tiên Púa, tổ chức khảo sát và được công nhận xếp hạng thác Hòn Lối là danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 là 40,04%, đến nay giảm xuống còn 9,97%. Bình quân mỗi năm giảm được 6,14%, vượt mục tiêu đại hội. Công tác quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng đảng được quan tâm. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 66 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của đảng bộ lên 267 đồng chí. Hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả. Phát huy được những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Giao Thiện đã đề ra 23 chỉ tiêu chủ yếu, như đến năm 2025, mức thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng, sản lượng lương thực bình quân là 1.700 tấn, 100% thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025, cứng hóa 100% đường giao thông trên địa bàn, hàng năm giảm 3% tỷ lệ hộ nghèo, 97% dân số tham gia bảo hiểm y tế, 100% người dân được dùng nước hợp vệ sinh. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phạm Đăng Lực, Bí thư Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Giao Thiện đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của địa phương, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao gắn với tiêu thụ các ngành nghề thương mại dịch vụ để giải quyết việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tăng thu nhập cho người dân, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với việc gìn giữ phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá của xã và của huyện,
gắn phát triển kinh tế với giải quyết có hiệu quả công tác an sinh xã hội, đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa và nâng cao hơn nữa chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế. Đồng chí Bí thư Huyện ủy Phạm Đăng Lực nhấn mạnh, các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và đoàn kết thống nhất trong Đảng, sáng suốt lựa chọn bầu những đồng chí thật sự tiêu biểu về đạo đức, trí tuệ, năng lực đảm bảo theo cơ cấu đề án nhân sự và ban chấp hành Đảng bộ xã khóa 10. Với tinh thần đoàn kết dân chủ tập trung, đại hội đã bầu 15 đồng chí vào ban chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 10 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.